nay chúng ta cùng tìm hiểu một số bài tập về công suất ở bộ môn vật lý lớp 8. Trước khi ta tìm hiểu bài tập thì chúng ta cùng ôn lại một số kiến thức cơ bản mà chúng ta cần nhớ đối với bài công suất. Vậy thì công suất là gì? Công suất được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Vậy chúng ta nhớ cho cái định nghĩa này. Công suất thì được xác định bằng công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Và công thức tính công suất là P thì bằng A chia T. Trong đó P là công suất, còn A là công thực hiện, T là thời gian thực hiện công. Ta nhớ cho trong công thức này thì nếu biết công suất và thời gian thực hiện công, muốn tính công A thì ta sẽ tính là A sẽ bằng P nhân T. Nếu biết công A và công suất, muốn tính thời gian thực hiện công thì ta tính T sẽ bằng A mà chia cho P. Hay nói cách khác là biết hai trong ba đại lượng thì chúng ta tìm được đại lượng còn lại. Biết hai trong ba đại lượng, ta tìm đại lượng còn lại. Như vậy là với ba công suất thì kiến thức thứ nhất chúng ta cần nhớ cho đó là khái niệm về công suất. Thứ hai là công thức tính công suất. Và từ công thức tính công suất thì ta suy ra được tính công A thì bằng công suất mà nhân thời gian thực hiện. Và tính thời gian thì bằng công A mà chia cho công suất. Và ngoài ra khi vật chuyển động đều theo chiều tác dụng của lực thì công suất còn được tính bằng công thức. Thì chúng ta vừa biết rằng là P thì bằng A chia T, mà ở bài hôm trước thì chúng ta biết rằng là công A thì bằng lực tác dụng nhân quãng đường, có nghĩa là A thì bằng F nhân S, mà chúng ta có thể viết thành là bằng F nhân S trên T, mà S trên T ở đây chính là vận tốc, có nghĩa rằng là công suất là P thì bằng F nhân V, bằng tích lực tác dụng nhân với lại vận tốc. Như vậy trong đó thì F là lực tác dụng, còn V là vận tốc. Chúng ta nhớ rằng là trong công thức này thì vận tốc có đơn vị là mét trên giây. Nếu đơn vị là km trên giờ người ta phải đổi là mét trên giây. Còn lực tác dụng là đơn vị là Newton. Như vậy chúng ta có thể nhớ cho công thức thứ hai là khi biết lực tác dụng thì công suất còn được tính là bằng tích giữa lực tác dụng và vận tốc. Vậy thì đơn vị công suất là gì? Nếu công A có đơn vị là joule, thời gian thực hiện công là đơn vị là giây, thì đơn vị công suất sẽ là watt. Và mối liên hệ giữa đơn vị watt và đơn vị joule lên giây là như thế nào? Đó là 1 watt thì bằng 1 joule trên giây. Ngoài ra có bội của watt, đó là 1 kW thì bằng 1.000 watt, 1 MW thì bằng 1.000 kW, có nghĩa là bằng 1.000.000 watt. Vậy đây là bội của watt. Chúng ta nhớ cho đơn vị công suất là watt. Ngoài ra thì để đó công suất lớn thì có bội của watt là kW. 1 kW thì bằng 1.000 watt. Còn 1 MW thì bằng 1.000.000 watt. Như vậy là với bài công thức công suất chúng ta nhớ cho kiến thức cơ bản. Thứ nhất là khái niệm về công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Công thức tính công suất là P thì bằng A chia T, hoặc P thì bằng F nhân V, và đơn vị công suất là watt và ký hiệu là V kép. Như vậy từ kiến thức đó chúng ta có thể làm bài tập thứ nhất. Bài 1. Một con ngựa kéo một cái xe với một lực bằng 80 Newton đi được quãng đường là 4,5 km trong nửa giờ. Tính công và công suất trung bình của con ngựa. Như vậy ta nhìn vào dữ liệu của bài tập thì ta thấy rằng là lực kéo là không đổi bằng 80 Newton. Như vậy chúng ta biết F rồi. Đi được quãng đường là 4,5 km, có nghĩa là chúng ta biết được quãng đường. Và thời gian thực hiện đó là nửa giờ. Vậy đầu tiên chúng ta phải tính công. Vậy muốn tính công người ta làm thế nào? Bây giờ ta đổi 4,5
1,5 km bằng 4.500 m. Và một nửa giờ có nghĩa là 1/2 giờ thì bằng 1.800 giây. Vậy từ đó ta tính công thực hiện của con ngựa là A sẽ bằng F nhân S. F ở đây là 80 Newton, còn S ở đây là 4.500 m. Nhưng mà thay số vào là bằng 80 nhân 4.500 thì bằng 360.000 joule. Như vậy chúng ta đã tính được công mà ngựa đã thực hiện. Bây giờ muốn tính công suất thì ta làm thế nào? Như vậy là công suất trung bình của con ngựa sẽ là P thì bằng A chia T. A ta biết rồi, bằng 360.000 joule ta thay vào. Còn T là thực hiện trong nửa giờ là 1.800 giây, ta thay đây ta tính được. Như vậy công suất của con ngựa sẽ là bằng 200 W. Như vậy với bài tập này thì chúng ta thấy một điều rằng là khi biết lực tác dụng, biết quãng đường thì ta tính công A bằng F nhân S. Và muốn tính công suất thì là P thì bằng A chia T. A là 360.000 joule, còn T là 1/2 giờ, chúng ta đổi ra bằng 1.800 giây. Thay số vào chúng ta sẽ tính được công suất trung bình của ngựa. Như vậy chúng ta đã làm được bài tập thứ nhất. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ hai. Đó là một máy kéo tời khi hoạt động với công suất P bằng 1.600 W thì nâng được một vật có khối lượng là 70 kg lên cao 10 m trong 6 giây. A. Tính công mà máy thực hiện được trong thời gian nâng vật. B. Tính hiệu suất của máy trong quá trình làm việc. Như vậy chúng ta thấy rằng là với bài này thì công suất chúng ta biết rồi, thời gian thực hiện công chúng ta biết, độ cao nâng vật chúng ta biết, và ta biết khối lượng của vật. Khối lượng của vật thì chúng ta có thể tính được trọng lượng của vật, và sau khi tính trọng lượng của vật rồi chúng ta sẽ tính được lực kéo vật lên. Vậy với bài tập này thì chúng ta làm thế nào? Đầu tiên ta tính công mà máy thực hiện được trong thời gian nâng vật. Vậy thì công sẽ bằng A bằng P nhân T. P đấy là 1.600 W, T là 6 giây, ta thay vào. Ta sẽ tính được là A bằng P nhân T bằng 9.600 joule. Như vậy chúng ta đã tính xong công do máy thực hiện. Bây giờ làm thế nào để mà tính được hiệu suất của máy? Như vậy muốn tính được hiệu suất của máy thì ta phải biết được công có ích. Và vậy ta phải xác định được công nào là công có ích. Cái công mà nâng cái vật có khối lượng 70 kg này lên cao 10 m thì cái công đó chính là công có ích. Vậy công có ích sẽ được tính như thế nào? Vậy đầu tiên là tính công nâng trực tiếp vật lên, chính là công có ích. Công có ích thì bằng A bằng P nhân H. Ở đây 70 kg thì chúng ta tính trọng lượng là bằng 70 nhân 10 bằng 700 Newton. Còn H ở đây là độ cao nâng vật là 10 m. Như vậy thay số vào tính được là công có ích bằng 7.000 joule. Như vậy chúng ta biết được công có ích rồi. Còn công toàn phần chính là công do máy thực hiện. Như vậy chúng ta sẽ tính được hiệu suất của máy. Hiệu suất thì bằng công có ích trên công toàn phần nhân 100%. Và công có ích ở đây chính là 7.000 joule. Công toàn phần đây chính là 9.600 joule nhân 100 thì chúng ta sẽ tính được hiệu suất của máy sẽ là bằng 73%. Như vậy với bài tập này chúng ta thấy rằng là biết công suất, biết thời gian thực hiện công, người ta suy được là công do máy thực hiện. Ta nhớ rằng là trong những bài tập này thì công do máy thực hiện là công toàn phần. Còn cái công nâng vật trực tiếp ở đây chính là công có ích. Công nâng vật trực tiếp đây chính là công có ích. Công có ích ở đây được tính là bằng trọng lượng nhân với lại độ cao. Trọng lượng nhân độ cao. Và sau khi biết được công có ích, công toàn phần, ta tính hiệu suất của máy. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tập thứ hai. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ ba. Để kéo vật lên cao 5 mét theo phương thẳng đứng thì người ta cần một lực là 850 Newton. Để thực hiện công việc này thì người ta dùng một máy tời có công suất là 1.450 W và hiệu suất là 70%.
tính thời gian máy thực hiện công. Như vậy với bài này chúng ta thấy là độ cao nâng vật là biết rồi, có nghĩa là quãng đường vật dịch chuyển, và lực tác dụng chúng ta biết rồi. Như vậy điều này có nghĩa rằng là chúng ta đã được tính được là cái công có ích để nâng vật. Rồi, công suất chúng ta biết rồi. Hiệu suất chúng ta biết rồi. Vậy bây giờ ta làm thế nào? Chúng ta tính công cần thiết để kéo vật lên. Công cần thiết để kéo vật lên đây chính là công có ích. A thì bằng F nhân S. Mà F ở đây chính là 850 N. Còn S ở đây chính là độ cao H. Thay số vào tính được là A sẽ có ích sẽ bằng 4.250 J. Và bây giờ ta dựa vào hiệu suất này thì chúng ta sẽ tính được công toàn phần. Vậy công toàn phần được tính như thế nào? Đó là dựa công thức là H thì bằng công mỗi x trên công toàn phần nhân 100%. Từ đây ta suy ra được công toàn phần sẽ bằng công mỗi x mà chia cho hiệu suất chia cho H nhân 100%. Thay số vào tính được là công toàn phần sẽ bằng 6.071,83 J. Và chúng ta tính thời gian thực hiện công là T thì bằng A chia P, thay vào tính được thời gian thực hiện công là 4,9 J. Như vậy là bài tập này thì giúp chúng ta vận dụng, thứ nhất là tính công trực tiếp để kéo vật lên thì luôn luôn là công có ích. Và bây giờ muốn tính công toàn phần thì ta dựa vào hiệu suất của máy và tính được. Và kết quả là từng này. Và để tính thời gian thực hiện công, người ta áp dụng công thức là P thì bằng A chia T. Và suy ra T thì bằng A chia P. Và thấy được tính thời gian thực hiện công. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong bài tập thứ 3. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bài tập thứ 4. Đó là tính công suất của dòng nước chảy qua đập ngăn cao 25 mét xuống dưới. Biết rằng lưu lượng của dòng nước là 120 mét khối trên phút. Khối lượng của nước là 1.000 kg trên mét khối. Ở đây nhớ là khối lượng riêng. Khối lượng riêng. Chứ không phải là khối lượng. Thành nhầm chỗ này. Vậy với bài tập này ta làm thế nào? Đầu tiên chúng ta tính trọng lượng của một mét khối nước. Vì ta biết rằng một mét khối nước thì có khối lượng là 1.000 kg. Vậy điều này có nghĩa là muốn tính trọng lượng của một mét khối nước thì ta lấy là 1.000 mà nhân 10, có nghĩa là bằng 10.000 N. Vậy thì 120 mét khối nước thì nó sẽ có trọng lượng là bao nhiêu? Đó là ta lấy 120 mà nhân với 10, 10.000 thì sẽ ra trọng lượng 120 mét khối nước, và nó rơi từ độ cao 25 mét xuống, có nghĩa là quãng đường di chuyển xuống là 25 mét. Vậy từ đó là tính công thực hiện được trong thời gian đó là A bằng 120 nhân 10.000 và nhân 25. Như vậy công này chính là do trọng lực của nước sinh ra. Do trọng lực của nước sinh ra. Và bây giờ ta tính tiếp là công suất của dòng nước, P thì bằng A chia T. Ta thay số vào bằng 30 triệu mà chia 60 giây thì bằng 500.000 joule nhân giây, có nghĩa là bằng 500.000 W. Tức ta đổi ra thì bằng 500 kW. Như vậy với bài tập này chúng ta thấy rằng là dựa vào cái lưu lượng của dòng nước, dựa vào khối lượng riêng của nước thì chúng ta tính được công do dòng nước thực hiện được trong một mét khối trong một phút. Một phút đây là 60 giây. Và sau khi tính được công rồi, chúng ta tính được công suất. Công suất. Chúng ta tìm hiểu bài thứ 5. Một tòa nhà cao 10 tầng, mỗi tầng cao 3,4 mét. Có một thang máy chở tối đa 20 người, mỗi người có khối lượng trung bình là 50 kg. Mỗi
chuyến lên tầng 10 nếu không dừng ở các tầng khác thì mất 1 phút. A là công suất tối thiểu của động cơ thang máy phải là bao nhiêu? B, để đảm bảo an toàn thì người ta dùng một động cơ có công suất lớn gấp đôi mức tối thiểu trên. Biết rằng giá 1 kWh điện là 800 đồng, hỏi chi phí mỗi lần lên thang máy là bao nhiêu? Vậy thì với bài tập này ta thấy thế nào? Ngôi nhà này có 10 tầng, mỗi tầng là cao 3,4 m. Vậy thì lên để lên đến tầng 10 thì thang máy phải đi qua 9 quãng đường và mỗi quãng đường cao của 3,4 m. Và mỗi lần nó chở được 20 người, khối lượng mỗi người là 50 kg. Vậy thì ta tính xem là mỗi lần thang máy nâng được khối lượng khoảng bao nhiêu, và từ đó suy ra trọng lượng mỗi lần thang máy nâng được bao nhiêu. Và thứ hai là 1 phút, thời gian thực hiện là 1 phút, ta đổi ra giây. Và từ đó ta sẽ tính được công suất của thang máy. Và với bài tập này ta làm như sau. Để lên đến tầng thứ 10 thì thang máy phải vượt qua 9 tầng như lúc nãy chúng ta vừa phân tích. Như vậy phải lên cao một độ cao là h bằng 9 nhân với 3,4 bằng 30,6 m. Như vậy quãng đường di chuyển của thang máy là 30,6 m. Và khối lượng của 20 người sẽ là bằng 20 nhân 5. Vì 20 người mỗi người 50 kg thì ta lấy 20 nhân 5 sẽ bằng 1000 kg. Từ đó đến trọng lượng của 20 người sẽ là lấy 1000 nhân 10 tức là 10.000 N. Từ đó ta tính được là công phải tiêu tốn mỗi lần thang máy đưa lên tối thiểu sẽ là A thì bằng P nhân H. Vì đưa một vật lên cao thì cần một lực ít nhất bằng trọng lực của vật. Và trọng lực của 20 người là 10.000 N. Và độ cao nâng vật sẽ là 30,6 m, ta vừa tính đây. Thay vào tính được là công phải tốn cho mỗi lần thang máy là từng này. Vậy thì từ đó thì chúng ta sẽ tính được công suất. Công suất là, rồi sau khi tính được công suất thì chúng ta tính được công, tính công. Sau khi tính công rồi ta tính được là số tiền người ta. Nhưng bài này thì yêu cầu chúng ta tính công suất mà chúng ta tính công. Sau khi tính công rồi chúng ta đổi ra thì ta biết rằng 1 kWh thì bằng 3.600.000 J. Vậy muốn biết là 306.000 J bằng bao nhiêu kWh thì ta chỉ lấy 306.000 mà chia cho 3.600.000 để bằng từng này. Và số tiền trả cho mỗi lần ly lên thì ta lấy là 0.17 kWh mà nhân với lại 800 đồng thì bằng 136 đồng. Chúng ta tìm bài, tìm hiểu bài tập thứ 6. Đó là dưới tác dụng một lực là 4.000 N thì một chiếc xe chuyển động đều lên dốc với vận tốc là 5 m/s trong 10 phút. A, tính công thực hiện được khi xe máy đi từ chân dốc lên đỉnh dốc. B, nếu giữ nguyên lực kéo nhưng xe lên dốc trên với vận tốc là 10 m/s thì công thực hiện là bao nhiêu? C là tính công suất của động cơ trong trường hợp trên. Thì chúng ta thấy là lực tác dụng là 4.000 N này, vận tốc là 5 m/s, thời gian là 10 phút, 10 phút ta đổi là 600 giây. Như vậy là thời gian, biết thời gian, biết vận tốc và tính được quãng đường. Sau khi tính được quãng đường ta tính công thực hiện. Vậy với bài tập này thì để tính công thực hiện được thì ta làm như sau. Đó là công thực hiện thì A thì bằng F nhân S. Mà trong đó S này là quãng đường thì bằng vận tốc mà nhân thời gian, có nghĩa bằng V nhân T. Hay là A thì bằng F nhân V nhân T thì ta sẽ tính được là bằng 12.000 kJ. Bây giờ làm thế nào để ta làm với B? Thế bây giờ là vận tốc là 10 m/s. Vậy thì ta làm thế nào?
Bây giờ công của động cơ vẫn không đổi là 12.000 kJ, nhưng mà nó lên dốc với vận tốc là 10 mét trên giây. Thì ta làm thế nào? Ta làm như sau. C trường hợp đầu công suất động cơ là P thì bằng A chia T, hay là bằng F nhân V, ta tính là bằng 20.000 W. F ở đây là 4.000, V là 5, ta lấy 4 nhân 5 bằng 20. Đây trường hợp sau, giao với phẩy bằng 2V, thì công suất là P phẩy thì bằng F nhân V phẩy, là F nhân với 2V hay là bằng 2P hay bằng 40 kW. Vậy với bài tập này thì chúng ta thấy một điều rằng là để tính công thực hiện thì A bằng F nhân S, trong đó F là 4.000, còn S ở đây là quãng đường thì bằng vận tốc nhân thời gian. Thay số vào tính được là công A lại bằng 12.000 J. Bây giờ câu B này, ta phân tích lại câu B. Nếu giữ nguyên lực kéo nhưng xe lên dốc với vận tốc là 10 mét trên giây thì công thực hiện là bao nhiêu? Vậy thì công của động cơ vẫn không đổi là bằng 12.000 J. Vì khi lên dốc thì giống như lên mặt phẳng nghiêng, mà mặt phẳng nghiêng thì theo định luật về công, thì nó không được lợi gì về công, do đó là công vẫn phải thực hiện là 12.000 J. Còn câu C thì trường hợp đầu thì ta áp dụng công thức là công suất thì bằng lực tác dụng mà nhân với thời gian, có nghĩa là bằng F nhân V. F ở đây là 4.000, còn V là 5 mét trên giây, thì ta sẽ tính được công suất nó là 20.000 W. Còn trong trường hợp sau thì do V phẩy thì bằng 2V, có nghĩa là 10 mét trên giây. 10 mét trên giây gấp 2 lần 5 mét trên giây, có nghĩa là V phẩy bằng 2V. Nên là P phẩy sẽ bằng F nhân V phẩy, hay là F mà nhân với 2V hay bằng 2P, có nghĩa là bằng 40 kW. Như vậy với bài tập này thì ta áp dụng công thức tính công. Nhưng mà khi biết vận tốc của thời gian thì chúng ta tính công có thể là bằng F nhân vận tốc nhân thời gian. Thứ hai, chúng ta nhớ cho là khi mà lên dốc thì công thực hiện nó không thay đổi, vì dốc ở đây giống như một mặt phẳng nghiêng. Mặt phẳng nghiêng thì máy cứ đơn giản thì nó không được lợi gì về công, có nghĩa là công không thay đổi, vẫn là 12.000 kJ. Thứ hai là với bài tập này thì chúng ta áp dụng công thức tính công suất theo công thức là P thì bằng F nhân V. P bằng F nhân V, đang nhớ cho. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu một số bài tập về công rồi công suất. Và đã qua các bài tập này chúng ta sẽ có hướng giải một số bài tập mà khi chúng ta bắt gặp trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi, hoặc trong quá trình chúng ta đọc các sách nâng cao, hoặc chúng ta đi học thêm, thì chúng ta biết được cách làm một số bài tập về công suất.